Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì buổi chiều hôm nay mấy chị em mình sẽ làm một cái món bánh mà ở quê mình hay ăn, món bánh cuốn ngọt. Thì mình sẽ làm nhân dừa với đậu xanh. Rồi cô Năm có cho mình dừa cứng cại để mình làm nhân á. Nên là giờ hai chị em mình sẽ vô cô Năm để xin dừa về mình làm nha. Mời cả nhà cùng đi với mấy chị em của mình. Hôm nay mình đi đường vườn nhưng chạy đi đường tắt. Sao rồi chị ơi? Thì mình đi vòng ngang sao? Chị ghi hả? Đâu? Thôi lấy ghét ghê rồi. Để thôi chị không ăn chua. Dạ. Mới nãy cái chị chỉ còn nằm ăn chua bánh vậy. Bà cũng khoái chua chua vậy ăn ngon. Thấy cô Liên ngắn quá không cô nè? Vừa cứng hay cô nằm? Bạn cô làm cái gì nhưng bánh ít vậy? Chắc chị hai thử cái tay bị đứt nè. Sao em hay bị đứt tay vậy? Sao nghe giống khô quá con Năm? Ủa sao con Năm có hai dưới hả? Khoan để chị hai chị thử thử cái con Năm. Đâu chị với con Năm thử đi được chưa? Này được rồi. Vậy cho con xin cái nữa đi. Cây dừa của cô Năm mình thấp. Hỏi cô Năm có giật hay ghê không? Nó mỏng vỏ quá ăn gì nè. Để chị hai lọc thử cái ruột nó làm sao. Nó có dày cơm không? Dạ. Mình lọc luôn mình đem về cho nhẹ. Dao bén nhưng mà nó bị yếu. Chỉ nghe bập nghe vô gáo rồi, nghe cái chóc. Thấy sao cái nó hơi trắng không? Đập ra nhé không? Để chị hai chỉ đập thử cái được không? Nếu mấy cái bào hả? Cái bào em bỏ trong mẹ mất tiêu bạn hồi chắc lấy bằng nạo. Nạo luôn quá chị. Cái bào cô có rồi để tôi vô kiếm nè. Còn mấy mình lấy cái bào củ cải được không chị hai? Chị không biết nè. Đây để chị đập thử. Ê, tại sao mình lấy nước này ngọt lắm nè. Tại này mình thử coi cái cơm nó dày không cô Năm. Ở cái cơm dày chị hai là được rồi em thấy rồi. Dày. Bánh nó dày bánh thử. Chỉ còn lấy nước đi uống được nè. Được nè. Vừa không chị hai? Ha cứng hơn. Còn nước để em uống nha. Nè. Ngọt à. Sau khi mình xin dừa về á, mình nạo ra nè. Được nhiêu đây? Cái dừa của người ta có cái đồ cào á, người ta cào cái sợi to hơn. Nhưng mà mình không có thì mình dùng cái bàn nạo mình nạo ra luôn. Còn ở đây là cái đậu xanh mình đã ngâm trước rồi nè. Mình ngâm khoảng 4 tiếng cho cái đậu này nó nở mềm. Còn nếu mà làm gấp thì mình ngâm với nước ấm. Mình có 150g bột năng với lại 50g bột gạo để mình làm cái vỏ bánh. Còn cái màu thì mình sẽ làm màu đỏ của củ dền nha. Cái củ dền này mình sẽ nấu với 400ml nước để mình lấy được cái nước màu đỏ. Tí nữa mình pha vô bột. Giờ mình xắt củ dền mình đi nấu với lại mình bỏ đậu xanh vô cái nồi hấp á. Mình hấp cho cái đậu xanh này nó giữ nguyên cái hộp. Cái này của giờ không có đứt tay nha. Vậy giờ cái nồi nước em bắt sẵn này mình bỏ đậu xanh cho mình hấp trước đi rồi em ra sắc của giờ đi.
nồi này cô cho mình này, nhưng mà từ bữa giờ cái mấy cái nồi mình còn xài được á, mình không có xài nay mình mới đem ra để mình xài nè, thì cô cho mình cái nồi hấp. Ở đây mình okay. Hấp bằng cái lồng nhỏ. Ừ, nãy chị nhớ có đem cái lồng. Mình có hai cái lồng, cái lồng kia thì mình chưa xài nên mình không có đem ra. Bữa giờ mẹ cất không à, nay về mượn mẹ. Tại cái món này cần phải sử dụng một cái nồi hấp nhỏ á. Đó. Mình để vô đây. Và để đậu xanh vô nha. Làm riết chị ra con bé gì vậy? Người ta đang đốn dừa nạo của cô Năm á. Rồi gái gái đều gái. Đã để em lấy cái giá chứ chị. Vậy làm em rối quá à. Giờ mình gái đều ra. Cái nồi này á mình hấp ít được nên là mình mượn mẹ nè. Bữa nay làm xong rồi về cũng cất rồi chị ơi. Mẹ nói là xài hết mốt nước mặn nó hư á. Cái mốt không có xài. Còn chưa nè, để nắp lại nè. Rồi rồi, đem để nắp lại. Chị làm thôi, em thấy không rồi. Có hợp đậu luôn. Đã rồi chị. Trời, nó kiến cảm, nghe. Cảm ơn cô đã cho nhóm ăn nhỏ những cái món quà thật là lớn. Cái nồi này á sử dụng ngon hả chị? Còn cái lồng ở trong hấp bự nữa, mai mốt em sử dụng tiếp rồi em sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Nè mình xắt củ dền. Cái nước đó nãy em lường luôn hả chị hai? 400ml nước á. Đặng hồi nữa mình lấy cái nước đó mình pha bột luôn. Mà nấu nó bị bốc hơi nữa, hồi phải lường lại một lần nữa. Dạ. Cô Năm có bán dưỡng nước. Đây cái người ta đang bẻ dừa ở trên đây nè. Đi đi trễ chú kèo chú xuống rồi. Còn tay bên kia mà. Có anh Đức đi phụ qua dừa nè. Dừa rẻ quá trời luôn, nó rụng ngoài nước ngập trôi đổ lên mọng nhóc. Leo dừa này cũng phải có nghề ha. Ồ cây kia quá trời, hình như cây đó bẻ rồi. Cây này không có. Chị hai xúi ác không? Không có dừa nào bẻ đại dừa cứng. Vô mình coi dừa của cô Năm là dừa uống nước mà trái dừa bự chẻn luôn á. Tại dưới mấy cái cây nên là thấy người ta đem dừa xuống không rõ. Cô Năm cố bán cái đống dừa nhìn thấy mê ha. Trời ơi, dừa quá trời bự luôn. Củ dền của mình nấu ra cái nước nó màu đỏ vậy nè. Cái màu nó tươi lắm. Tí nữa cái bánh cuốn của mình cái màu nó cũng tươi vậy nè. Chị hai đang coi nồi đậu của mình nè. Coi chín chưa chị? Chín này rồi hả? Ôi cái nồi hấp này ngon hả chị? Nó khô queo luôn á. Tại vì chị biết sao không? Cái nồi nó cao á. Cái hơi nước nó lên cao nè. Nó không bị đọng nước nè. Giờ mình bỏ dừa với đường vô mình trộn. Chị hai mình để đậu ra cái thau á, cái thố. Để mình trộn đường với dừa nó không có lọt. Đoạn hồi nữa mình để ngược nó vô. Cho cái đường nó thấm vô đậu với dừa. Cái son nó sáng thấy hình luôn chị. Nó tiện quá à. Dạ. Thôi mình để đường vô nữa là nó ướt ướt cái nó quyện vô à. Mình là cho vô đây 100g đường. Tại vì mình có 100g đậu xanh với 100g dừa thì mình sẽ cho vô 100g đường. Mình cho vô chút muối để cho nó đậm cái gia vị á. Giờ mình trộn đều vô rồi mình hấp lại khoảng 5 phút nữa là xong. Nhìn cái nhân không hấp dẫn không chị hai? Đậu xanh này mình ăn nó ngon ha. Ngồi thêm dừa nó hơi béo béo nữa. Giờ chị hai mình cho nhân ngược trở vô cái son để mình hấp nè. Mình hấp khoảng 5 đến 7 phút nha.
thì cái nước mình nãy nó vẫn còn ấm ấm, như mình bật lửa lên. Chị hai mình cho 50g bột gạo với 150g bột năng vô mình pha nè. Cái mấy món bánh thì mình pha cho đúng bột, đúng công thức thì nó mới ra. Còn nếu mình pha cái lượng nước khác á là cái bánh mình nó không có ra trong. Thì chị hai cho chút xíu muối vô để mình pha bột nha. Khoảng nửa muỗng cà phê à. Dí một chút xíu được cho nó có vị. Chứ để hồi nó lạc cái giống như cái bánh bánh cuốn mặn á. Mất công mình chan nước mắm. Cái này là bánh cuốn ngọt nên cái vỏ bánh mình làm thì nó hơi ngọt ngọt chứ không có ngọt. Giờ chị hai cho 400ml nước củ dền vô. Nãy giờ chị Hồng chưa vô buồn hả chị? Buồn không hả? Có ai để mình khịa hết. Chị Hồng nay làm giấy căn cước rồi. Còn lâu dữ. Còn em với chị thì có rồi. Chị làm lâu dữ tới giờ á. Em cũng không biết nữa. Em gửi chị mua mè mà tới giờ chưa thấy chị về nữa nè. Rồi điện nhắc là chị hay quên lắm nha. Em nói là mua mè để hồi em làm bánh cuốn á. Mình làm xong chắc chỉ vừa về kịp á, cũng hy vọng là vậy. Còn không kịp thì thôi, bánh của mình không có mè. Cái màu của dền đẹp quá anh chị. Nó lên đẹp thiệt. Cái màu của dền nó tươi hơn màu lá cẩm. Màu lá cẩm á, có khi mình làm cái bánh ra màu đỏ đẹp lắm, có khi nó ra màu tím vậy. Em không hiểu sao luôn á. Chắc lá già lá non hay sao. Còn cái màu xanh của lá dứa á, mình làm lên á, cái màu xanh nó không có tươi. Cái màu xanh nó hơi tối tối. Nó chỉ là cái hương thơm thôi chứ còn cái màu thì nó không có đẹp. Nếu màu tươi làm ta để cái cốt lá dứa bán ở ngoài chợ. Em cũng nghĩ vậy, bánh chứ lọt làm... với bánh này là người ta để cái cốt lá dứa không á, cái màu nó mới tươi vậy. Chứ còn lá dứa của mình sai ra đâu có màu xanh gì kì. Hồi đó giờ mình làm bánh hoặc nấu chè đồ á là lá dứa nó không có cái màu xanh đẹp. Cái màu nó hơi tối tối. Chị hai của mình lượt bột nha. Tại vì sợ mấy cái bột nó tan không hết, nó còn đóng cục á. Nên mình lượt ra cái tí nữa mình cà trên cái rây á thì cái bột của mình nó sẽ mịn hơn. Là mình làm vậy thì cái bánh của mình nó sẽ mịn, nó đẹp. Nãy giờ mình cũng bắt một cái nồi nước ở trong, mình có để cái dĩa. Cho cái dĩa này nó nóng để chị hai đổ bột vô á, cái bột của mình nó chín thì mình mới cuốn lại được. Đây cái dĩa của mình nè. Giờ chị hai sẽ cho bột vô. Mình cuốn bằng cái dĩa nha. Tí nữa mình lấy bao tay mình lấy dĩa ra. Ủa, cái này nó không động cái gì á. Hồi nãy nó bị chinh quên chim mà chị ơi. Nó không động. Cả nó đi nó nghiêng nghiêng mình tán cái tráng nó như bánh tráng vậy. Rồi mình đóng nắp lại để cho cái bột này nó trong lại là nó chín nha. Cái bánh đầu tiên của mình ra lò nha. Giờ chị hai sẽ dùng cái đồ để dãy cái bánh lên rồi bắt đầu mình cuốn. Cái cây này em cũng không biết kêu bằng cái gì nữa. Để dùng két ba tê á chị. Làm này cũng tiện ha. Tiện. Vậy cái mình lấy này mình làm bánh luôn. Trời ơi, cái màu củ dền của mình á quá chừng đẹp luôn á. Nếu mà mình mà làm màu lá cẩm thì nó sẽ ra cái màu tím. Bữa nay cái màu này thì nó tươi lắm luôn. Giờ chị hai sẽ để nhân dừa đậu xanh lúc nãy mình hấp á. Chị để vô để chị cuốn lại nè. Mình thích ăn cái cuốn mà mập mạp á thì mình để nhiều, còn không thì mình để ít. Mập ốm nè. Mình cuốn ốm đi chị. Cái hồi nữa mình cuốn mập mình dừa cho chị Hồng. Chị chỉ chửi mình chơi. Này vắng chỉ buồn thiệt. Chỉ đi làm giấy tới giờ chưa về. Sao lâu dữ ha. Lâu. Chỉ đợi chụp hình vậy. Rồi chị hai mình cuốn hai bên vô nè. Người ta có cái dĩa bự á thì cái bánh nó bự dễ cuốn. Còn cái mình không có cái dĩa bự á. Mình có cái dĩa này thì cái lòng nó hơi nhỏ. Nên là cái bánh của mình nó ngắn nha. Mà cái ba tay mình hơi bự. Nó sòm xào quá. Nó hơi khó cuốn. Ồ cái bánh đẹp quá chị ơi. Mình cuốn chặt chặt tay vô.
Rồi, trời ơi nó đẹp. Quá tuyệt vời. Thôi đã ghê. Lăn dầu, lăn dầu. Mình lăn qua dầu. Làm được cái bánh mừng hết biết. Mình lăn dầu là mình để cho nó bóng, với lại hồi nữa mình để cái tiếp theo nó không có bị dính lại với nhau. Ở ngon hết ghê này. Đẹp quá trời luôn. Đẹp quá. Mình lăn qua dầu cái bóng lên anh chị. Ừ. Giờ mình đi coi cái kia. Chị hai mình đeo bao tay vô để nóng. Ủa cái này chưa đỏ quá. Trời ơi gì cây vậy? Tại vì lo cúng cái kia quên gì ơi. Vậy chị đảo đi. Chắc chết quá. Cái kia chắc chín kìa. Chắc chết luôn á. Rồi chị hai mình đổ vô nè. Rồi mình đẩy nắp lại mình chờ đợi. Trong khi chờ bánh chín mình có con chùm nhãn nó mọc ngay nhánh mai nữa nè. Gì nó kia chắc chín vậy. Ăn nhãn chờ đợi đi chị. Không thấy cảnh hai chị em mình cười chắc chết. Tại vì thiếu chị nên mới rối chị. Chứ theo lẽ bộ ba là làm nãy giờ xong rồi đó. Giờ này 5 giờ mà chưa có cái bánh nào ra lò hết trơn á. Nhãn hay. Ừ, chút nữa em ăn ạ. 3 phút chín. Để mình quay một đoạn hậu trường cho cả nhà xem nha. Trong khi chờ đợi chị em làm được cái bánh chị mừng quá, chị lăn để lăn lừa rồi. Đủ độ bóng rồi. Nãy giờ mình đang nôn nóng nè. Cái này chắc là chín rồi đây. Để em đeo tay vô. Chưa, bị xong chưa? Thôi. Giỡn. Rồi rồi, chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Rồi lấy chị lấy cái kia để vô. Thôi vậy chị kia lấy xong lấy được. Rồi vô đi. Chị dụ em hả? Đó, giờ bớt khói nè. Văng cái gì á. Mệt thấy ghê. Yeah. Rồi, rồi đẩy lại. Nhớ đổ bột nha. Nãy chị quên đổ bột đó. Giờ nhớ tí xíu ăn. Rồi giờ về là chị khâu cuốn nha. Em khâu đổ bột cho. Rồi. Phải đang nguội nguội cuốn mới được chứ. Mình để cho nó hơi nguội á, cái bột của mình nó trong lại á thì mình cuốn nó mới đẹp. Chứ nó không bị dính. Chờ đợi. Cái màu của dền của mình á, khi mà chín cái màu nó sẽ đậm hơn. Chút nữa mình sẽ quay cho cả nhà xem khi mà cái bánh của mình nó nguội rồi thì nó lại khác nữa. Màu đẹp hơn cái gì hay? Cái màu đẹp. Sao nó nguội rồi nó lên cái màu tươi quá trời. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Chiếc này chị Hồng sẽ bất ngờ khi thấy mình làm một cái món bánh mới. Vô chị cười té. Không được rồi nè. Đâu? Đâu nãy chị nóng rồi, đâu đi. Thôi, em quên chị, em tưởng đủ rồi. Nữa. Này nấu đi. Chị nấu đi. Mệt. Còn dư thời gian mà. Chị quen tay, còn em chưa, em mới, em sợ em đổ mỏng quá lấy không được. Rồi, để nắp lại. 3 phút sau mình sẽ có một cái bánh tuyệt vời, vừa dai vừa dẻo. Nãy giờ hai chị em của mình làm được nhiêu đây rồi nè. Chị hai đang chuẩn bị cuốn một cái nữa. Mình làm có tổng cộng có 200 gram bột mà ra cũng nhiều quá anh chị hai. Nhiều. Đắp màn nó lại vậy. Đắp nó ha. Báo cáo rồi cái bàn này nó bị dập dềnh rồi. Cái bàn nhôm mà. Đó. Cái này làm như ngắn hơn mấy cái kia chị ơi. Ngắn vậy đè chứ giữ nó chạy ra.
Sao lăn lăn dầu nữa. Bánh của mình đẹp ghê. Đổ sắp xong rồi mà chị Hồng ở nơi đâu? Mà chưa tới vậy. Giờ có chị Hồng của mình vô rồi nha. Chị Hồng tới thì chị Hai về rồi. Tại giờ trời tối quá nên chị Hai chỉ về trước rồi. Có mẹ mình ra để ăn nữa. Chị Hồng đang sắp bánh vô dĩa rồi mình rắc cái mè lên. Mè mình đã rang vàng rồi nè. Cái mè mình rang lên thì nó thơm lắm. Nhìn cái bánh chị Hai chỉ cuốn khéo hơn chị. Rồi chị rắc mè lên giùm em luôn đi. Trời nhìn bánh ngon không? Mẹ ăn đi mẹ. Mình chào cả nhà nha. Mình mời cả nhà cùng ăn bánh cuốn với hai tín giáo mình nha. Ăn đi con. Bánh này mình bóc bằng tay đi, tại ở trong nó có nhân dừa với đậu xanh đó, nó nặng đó, mình không có nỉa gì được chị. Sợ nó bể ra rớt dừa nên là mình bóc tay luôn. Mình không cần phải chấm tại vì Nhân em chị Hai xào dừa ăn luôn à. Nó cũng dễ lấy lắm. Cái mình cầm ngay cái cuốn mà mình lấy lên luôn à. Tại vì mình phải lăn qua dầu thì nó mới không dính. Mời cả nhà cùng dùng bánh ướt cuốn với mình nha. Cái màu đẹp quá trời luôn ha. Màu củ dền đó chị, mà đẹp vậy á. Nhưng ở trong ăn vừa béo vừa ngon phải không? Ngon lắm. Làm bán được rồi tụi em ơi. Nhưng mà mình đổ cũng lâu quá chị. Hai chị em đổ từ lúc 2 giờ mà giờ này 6 giờ hơn á. Tại vì mình đổ từng cái á, thì lâu lắm. Mình đổ chảo nhanh hơn nha. Mình làm cái dĩa này thấy thời gian mình chờ đợi á, nó lâu. 3 phút một cái á. Nếu mà có thời gian mình làm thêm màu trắng thì màu vàng của nghệ được, màu lá dứa nữa. Nhưng mà tại vì có hai chị em bữa nay không có chị Hồng. Không. Mấy cái bột cũng ngon lắm nha. Cái nhân bên trong cũng ngon. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn bánh với gia đình của mình nha. Bánh này có cái mè rang lên á, cái bánh nó rất là thơm. Làm thấy công phu ghê. Bánh này ngon mà. Cái nhân ngọt, béo vừa ăn. Ngon. Cái nhánh mè ăn miệng lắm. Ăn đi con. Cái vỏ dai ngon hay vậy không? Chỉ có bột năng với bột gạo rồi mà ngon vậy á. Nó dai mà nó có cái độ giòn giòn nữa nha. Hơi giòn giòn. Nó là dai. Dai giòn. Cái này lúc đói ăn chắc được 6 cuốn rồi. Cái nhân mình vừa ăn á, mình không cần chấm á, tiện lợi chị. Nó không có rớt đường tùm lum. Mình ăn vậy nó vừa luôn nè. Có mè vô ăn thơm. Từ hồi đó giờ nhóm của mình á cũng ít khi làm bánh lắm, lâu lâu mấy chị em thèm thì mới làm thôi. Tại vì làm bánh á mình cũng phải có thời gian á. Mình làm từ lúc 2 giờ mà giờ này cũng hơn 6 giờ. Tại vì cái bánh này mình phải chờ đợi nó rất là lâu. Thì cuối cùng cũng thành công. Thì chị Hồng cũng đã vô để ăn, còn chị Hai thì phải về tại vì trời cũng tối rồi. Thì clip của mình cũng đã hết rồi. Chúc cho cả nhà xem video.